quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Yeah! 1, 2, 3 Ai ba? Chẳng nên nói. Ôi dồi ôi. Khoanh tay vào. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đi lẩu. Con mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Rồi, hôm nay thì lại tiếp tục là đào cái phần chỗ này của bác này. Chỗ này thì rơi vào đó được tầm là 2 mét. Thì hôm nọ với cùng ông bàn bạc, cùng em xử bàn bạc thì cũng đưa ra một cái ý kiến là đi nói chuyện với cái chỗ đất, cái chỗ chú mà có đất ở đây, thì cũng được sự đồng ý của người ta là đổi cho ông với lại em xử là một chút ở đây. Đấy, thì hôm nay sẽ là tiếp tục là đào ở cái chỗ này nữa cô bác. Chỗ này thì đào độ đâu đó tầm là 2 ngày. Được không, được không? Cái đá này thì cứng hơn ở bên kia nhờ. Ôi, ôi, anh nhân này khỏe. Hôm nay thì các bạn là ra hộ hay là lấy công? Ra hộ thôi ạ. Ra hộ thôi à? À là hộ mình không đúng không? À. Hay hôm nay thì các bạn của Sử là cũng ra hộ này cô bác, không có phải là cho em Sử là đi đổi công nữa. Hai thanh niên này thì hầu như là lần nào cháu lực lên cũng đều thấy hai thanh niên ra hộ hết. Thanh niên này có vẻ là từ đâu lên đấy? Cũng ở thôn này thôi anh. Cũng ở thôn này à? Ừ. Đi học hay là đi đâu về ấy? Vừa đi làm về. À đi làm về à? Ồ. Đi làm ở tận đâu? Thái Nguyên. Thái Nguyên à? Đấy, ở trên này thì các thanh niên là đi làm rất là xa cô bác ạ. Phải đi công ty thì tận dưới xuôi thì người ta mới có công ty để làm. Ở trên này thì chỉ có những làm những công việc là đi cuốc đất này, hay là đi lấy củi, hay là đi xay gì đó thôi cô bác. Đấy, bây giờ thì cái phần nền này cũng đã khô rồi cô bác này. Và nước thì chảy ở cái phần góc bên này thì khá là nhiều. Bây giờ mà đào được ở chỗ này nữa thì cái chiều dài của nó sẽ rất là rộng, sẽ rơi vào tầm là độ tầm gần 20 mét gì đấy cô bác ạ. Từ đây sang kia thì làm ngôi nhà của các em như vậy sẽ rất là thoải mái. Hôm nay thì nhà em Sử cũng có được 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 người ra hộ. Hôm nọ thì có thể là đào chưa làm cái phần rãnh thì nó chảy vào cái phần nền khá là nhiều cô bác. Và hôm nay thì cũng đã được làm rãnh rồi. Rãnh đây thì cháu Lực sẽ làm tạm thôi. Đến lúc nào mà tiến hành lấy vật liệu vào thì sẽ đào cái phần này sâu xuống cô bác nhé. Đào phần này sâu xuống rồi cháu Lực sẽ đổ một lớp bê tông để mà làm rãnh chạy xung quanh ngôi nhà luôn. Và tận dụng là làm lại cái chỗ này để máy nữa mà có mùa nước thì sẽ cho quần áo của các em là giặt rú ở đây luôn cô bác. Đấy, còn ở cái phần này thì nó là phần cái hiên mà đất mượn ở bên ngoài. Thì lúc nào mà làm nhà xong thì mới đi lấy đá về để làm kè chỗ này cô bác này. Què xung quanh ở đây cho khoảng sân của nhà em Hải với em Sử là rộng. Như bây giờ đào xong thì mới nhìn thấy rất là rộng cô bác ạ. Hay ông thì ra để hướng dẫn các cháu là xếp đá để cho nó chắc. Ở trên này thì bà con đồng bào dân tộc Mông của bác biết cái mẹo mà xếp đá, cái đá này xếp lên nhau mà không cần đến xi măng rất là chắc luôn. Được không? Tình hình thế nào rồi? Thế chả lâu rồi. Đây. Bây giờ 4 người khanh được không? Không được chưa? Phải trẻ làm đôi nhỉ? Đây, ở đây thì cô với lại các em thì đang là cuốc cái phần đất này. Còn các thanh niên thì khỏe hơn thì sẽ đục cái tảng đá này ra cô bác. Bây giờ thì có thể nói là gặp cái
cái chướng ngại là cái tảng đá này, cô bác này rất là to này. Để ý nha. Cái tảng đá này thì rất là cứng này các bác, tảng đá này. Sử thì hôm nay nhìn vào khuôn mặt của em rất là vui các bác. Kể cả ông cũng thế này. Em Hải thì bây giờ là đang đi học rồi. Tảng đá đây tầm bao nhiêu cân? Thanh niên. Sao 50 cân đấy. Ôi. Thế hai người khanh đi. À, phải nói là các bạn của Sử ấy cô bác, với Sử thì mấy anh em đều rất là thương nhau. Ở nhà mình có những công việc gì thì là đều ra hộ, đến bao giờ mà hết việc thì thôi ấy. Nếu mà lúc nào mà trường hợp mà lấy thuê người làm thì mới không có ra hộ, nhưng mà kèm theo đó nếu mà người ta thuê mình để mình làm thì các em sẽ vẫn có làm, vẫn làm. Đấy, các cô thì các bạn, các cô thì đang, cô với lại hai em thì xúc cát lên trên xe rùa để đẩy đi. Bây giờ mà đào xong chỗ kia thì cái nền nhà của các em, cái chỗ ngôi nhà của các em sẽ lùi ra bên kia một chút nữa cô bác. Phải nói là rất là rộng luôn cô bác ạ. Này này, cái đằng này tầm á? Nhàn, ngoài tập tiếng. Ngoài tập tiếng? Ừ. Hôm nay dễ khá nhàn đó nọ. Ừ, dễ khi khá nhàn đấy, khá chạy. Đã mau hơi á, mau hơi chứ mắt. Mình để làm thức nước mùi cho ta à? Ừ. À, vì khá chụp hoa, bụt khá, có lưu hấp hoàng không luôn. Ờ. Tại thế ngày khá chụp hay khá thế mỉ, đây tâm khâu căng. Ờ. Không bái của mình, ta thiết. Không, đi ăn đúng không? Bạc nó à. Ui, cái tảng đá cũng to nhờ. Cái tảng lũ cái này không được cần đây chứ. Thế bây giờ thì thời tiết là đang mưa phùn một chút này cô bác này. Nhưng mà ấy, thanh niên kia đá trúng phải chân à? À, ui, cẩn thận đấy. Thế bây giờ thì cháu Lực sẽ đẩy cho các bạn gái này. Cái này thì phải lấy đục ra một tí. Ôi ơi. Chị gái này lấy chồng chưa? Hả? Đây có phải chồng không? Không phải đâu à? Năm nay được mười mấy tuổi? 16 tuổi à? 16 tuổi đã lấy chồng rồi đấy. Nhờ. Nói là các bạn ở trên vùng cao này cô bác ạ, lấy chồng lấy vợ rất là sớm. Nhưng Sử thì Sử đi chưa lấy đâu nhở? Vẫn biết là biết rồi nhưng mà vẫn hỏi cô bác. Có người yêu rồi á? Ấy giờ anh còn chưa có người yêu thế Sử có người yêu rồi.
Hả? Chỉ có nhiều thằng yêu à? Có vẻ là giờ đẹp trai có người yêu đấy nhở? Ờ. Đây là cháu của bà, đây trên lán á. Ừ, lán. Ô. Cháu nó. Bỏ tiếng nọ, tóc nhá. Thấy rất là may trong túi cho lực còn thạch bây giờ cho em nhỏ một chút của bác. Có bác làm gặp ấy. Vậy. Là hả? Này bóng người bóng hờ dạ. Này. Bác hạ dơ, bác hờ luôn. Xin. Bye bye. Xin. Bye. Xin đi. Hai tay. Hai tay nữa lại. Tụi mua. Tụi mua. Tụi mua. Đi. Cười này có bác này, khuôn mặt thì cười rồi. Đây chỉ phía anh ạ. Bác này à? Chắc là thường phí mà. Chắc là thường phí á? À, gần 2 tuổi rồi. Này. Nó ở đây nào. Ra đi ra khẩu mía của nó à? Khẩu nong chay. Khẩu nong nào? Khẩu nong chay mẹ. Tám ăn á? Ô tám ăn á? Lục khẩu nong chay. Tám ăn á? Ông má xin má, xin bác ạ. Xin ạ, xin ạ. Xin má. Này, tốt đi đi hậu. Ô, cô, thường chú đinh ở thăm. Bác ơi. Được chưa? Rồi. Nào. Nhưng mà chú nâng ế này. Ồ, oh. Những là chứ? Ừ, những là thì dưng chạy. Ồ, đây, hot để đây cho anh nhá. Chắc bây giờ phải đào trên này xuống mà chú ơi. Đào trên này xuống mới có đất để hot đây. Anh á, à? Anh già rồi. Năm nay anh được gần 24 rồi. Anh Niên sinh năm bao nhiêu? Hả? 22. Ồ, kém anh 2 tuổi. 22 nó có phải anh 23 nhá. Hả? Anh 2000. Ú, đau phết đấy. Được sắp được rồi, nạo sự. Hây da. Nạo sắp được rồi. Đấy. Đấy. Được rồi. Thôi, được rồi. Thứ nhá, xử nhá. Yeah. 1, 2, 3. 2, 3. Ui. Tảng đá to, bây giờ đục đây. Bây giờ đục đây. Tảng đá này rất là to đấy. Đủ đấy à? Anh đủ đây nhá. Thanh niên đẩy xe rùa nhá. Anh đủ đá để đẩy xe rùa nhá. Từ từ. Rồi. Ôi, cái đá này có vẻ tách rất là dễ nhở. Ôi, từ từ nhá em ơi. Nó đang bị kẹt rồi. Nào, 1, 2, 3 xử nhá. 2, 3. 2, 3. Xử phải làm đòn bẩy cơ, như này này. Làm như này đợt bẩy lên cả mặt trăng lên đấy. Đúng có đùa. Ừ. Nào, 2, 3. Chú lán mà dân chị đến cái trên hầu cái phần có thằng bên nhắm tao phải chỉ cho phải à. Ồ, chú anh nào mình bảy cái này đi, bảy rồi đi sửa ui sao bé mới tốt ạ, ra khỏi nòng ra bộ ạ lắm đấy sao mày nói vậy. 2, 3 hai ba mày thanh niên trên này khỏe lắm ấy nhở.
Ôi, người ta bảo 17 bé gãy xương trong mà. Tuổi em 7 bé gãy xương trong mà như Sứ ấy. Bây giờ Sứ cho nó bẻ, Sứ cho nó bẻ luôn đấy nhỉ. Đòn này to. Đấy, làm kiểu đòn 7 ấy. Anh nhìn này, hỏi lên hỏi hết lên mấy? Lớp 9 à? Xong là đi đi làm à? Hơi. Chị Lâu ơi. Không phải bừa bừa bên này nó cay bên kia thì em ạ. Bây giờ nó mất cá rồi. Đi nhá. Thôi, đục thôi em ơi. Đục nó làm đôi đi nhở. Đây nhá. Ôi giời. Ôi, không được à. Đá này nó. Ôi giời. Rồi. Nó là cầm cái xa beng này, nếu mà cầm nguyên này của bác thì tay này sẽ bị phồng lên luôn. À. Ôi, hai ba. Hai ba này. Mà chị Lâu ơi. Hây. Rồi nhá, anh lấy cái kim đôi. Nhá, đây Sứ ơi. Hai bài nhá. Hai ba nào. Nào, hai ba. Bữa mai thì mới được gần cái tảng đá này xong rồi các bác ơi. Từ từ nhá. Xong rồi đấy. Hai. Hai. Hơi. Tao gì vậy bà? Giờ xe ông này bỏ qua. Chỗ này thì sẽ phải đào tầm 2 ngày cố gắng này. Ở đây thì cũng được bà con là gia hộ nhà em Sử sẽ không phải là đi đổi công gì nữa. Bữa đất nha. Này thì phải là dùng những cái sức thanh niên như này thì mới bẻ được tảng đá này to ra này cô bác này. Thế ông thì đang là xếp gạch ở đây này cô bác này. Đang là xếp đá ở đây. Ông nhìn thấy thôi nhưng mà ông rất là khỏe cô bác ạ. Ở đây là những người anh em thân nhất của Sứ à? Cùng đội bóng đúng không? Đau tay nhờ.
Chỗ này thì có rất là nhiều đá. Ôi ôi. Đi hỏng xây rùa đấy. Ui, Quân đi đâu ấy? Đi ra hộ anh Sửa à? Ê, Quân thì cũng từ mà nè. Quân thì cũng từ nhà là lên hộ anh Sửa luôn này. Quân xin kính chào quý ông bà của chú anh chị. Hôm nay từ dưới kia lên hộ à? Đấy, nhà em Quân thì cũng ở gần ở dưới này thôi, gần nhà em Sửa này các bác này. Hôm nay thì cũng biết là nhà anh Sửa là tiếp tục đào nền, là giá hộ, đây là giá hộ thôi. Ở nhà đấy lấy cỏ xong hết chưa? Lấy hết rồi. Hết rồi à? Lấy hết thì em Quân lên hộ anh Sửa là lên lấy công. Này thì không phải lên lấy công chứ, lên hộ không chứ? Vâng. À. Đấy, hôm nay thì có 1, 2, 3, 4, 5, 5 thanh niên. Ôi mì giang rồi nổ, bác nổ. Còn mì giang luôn. Làm nhau mà. Yeah. Đấy, bây giờ thì chuẩn bị là đến mùa măng này các bác này. Có một chút là măng rồi. Cái măng này thì là măng nứa nhờ. Đấy, cây măng này là măng nứa này các bác này. Độ rau gió tầm vài tháng nữa thôi thì là bà con ở trên này lại tiếp tục là đi thu hoạch măng nứa này. Con này đang chỉ nếp bự bự đấy nọ. Bự nào? Do cứ nó chín lên mà. Ăn được không? Được mà. Được à? Anh Niên này hôm nay thì lên làm gặp lần đầu này các bác này. Năm nay 17. Lần 2 hay lần nào? À hôm phải đi chợ đúng không? Đi chợ đúng không? Anh Quân này với ông là đang xếp đá này các bác này. À, cả cục đá nha, cục đá để anh kéo nhá. Quân ơi, mày đẩy xe rùa, Quân ơi. Mày đẩy xe rùa nè. Em đẩy xe rùa đi. Ở đây thì Quân là nhỏ tuổi nhất rồi. À, có em gái kia là nhỏ tuổi thứ hai rồi cô bác. Tốt, có bác đồ, đồ. Lùn, lùn băng à? Ôi. Ôi, đá này không để ý đập vào chân. Cứng nhỉ? Ôi, đá đi, nà đây. Đây, 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 đây. Nào. Ôi, ôi, ôi. Bữa cái kia nhá. Ai ba. Ai ba. Mà tuần lâu này bao lâu. Tuần lâu lâu nào. Cho anh là chỉ là có tăng đó. Ủa hát ạ cái mà. Sao cầm à. Hát để bài chỉ chứ. Quân đấy nha. Nào, bây giờ bẻ ra kia chưa? Nào, thanh niên này, ra đây chứ. Ôi, ôi, con đá 100 cân mà. Ôi, ôi xa, tạ dưới, là 150 cân đấy nhờ. Tao, tao, Quân nói Quân à. Ôi, bây giờ thì bẻ cái đầu nó vào bên này nhờ. Nào. Sai bài nhá. 2 3 nào. Ô. 2. Ơi. Quay quay cái đầu lên đi. Đấy, quay quay cái đầu lên. Bắn 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 xuống đâu. Đấy. Ôi. Ôi ôi. Nào. 1 2 3 nhá. 1 2 3. Ôi. Sát trẻ tô. Từ từ, nghỉ đã, nghỉ đã. Nghỉ đã.
nè dè bà này mà khâu hết đấy chú chồng tới đâu hay thủ à hả con lên còn in này càng càng lấy tảng kho ta có chồng lên lo yêu sợ chút ngày ạ Phải nói là rất là can đảm thì mới dám cầm như này cô bác này. Sợ mà vụt xuống và trượt tay phát là gãy luôn tay đấy. Ui. Ui. Được không? Chắc phải đào đào đây mà. Cái cuốc cô đâu? Sửa lấy sao đen chọc xuống đi, xong anh cuốc đất ra. Nào. Thế bây giờ lại tạnh mưa đấy nhở? Bây giờ thì thời tiết nó đang giao mùa từ mùa hè sang mùa thu các bác. Thì nó sẽ lạnh một chút buổi sáng ấy. Mẹ bạn của Sử thấy Sử chuẩn bị có nhà mới thì có vui theo Sử không? Có. À, vui theo Sử nhờ. Mấy nữa mà đến lúc tân gia thì lại không được thiếu ai nhá. Đến lúc làm tân gia thì đội anh em Sử thì ra hộ Sử đào thì phải không thiếu một ai. Ui. Phải đào. Đào xuống nhưng mấy nữa đào móng nó móng còn sâu cái này mà. Ui. Ây da. Xem nào. Xem nào. Xem tí nào. Năm con à. Ôi con bé quá. Làm ơi Khải á. Khải cần cờ này cầm á. Ui xin bỏ chứ bỏ cần tạc nào. Ngày một tít cá chép ruộng mà nước bắn hết vào mồm mà. Đây là con sót lại à, con sót lại à? Hôm nọ anh còn thiếu 40.000 à? Tí nữa cho em ạ. Ôi đây, đến cái phần chân nó này, phải sâu này. Nhưng tận đây nhá. 50 phần nữa. Cái gì ai gọi à? Ngay xuống đây. Hay sau một thời gian thì cái tảng đá này cũng đã đục được một nửa này các bác này. Phải nói là đục như thế thì rất là điếc tai luôn.
Đây, hôm nay thì em Quân cũng đích thân là gia hộ của em Sử của bác. Gọi là hôm trước em Sử cùng cháu Lực đi xuống dưới nhà của em Quân thì cũng được hai anh em là lấy số điện thoại với nhau, xong là liên lạc với nhau. Thì nhà em Sử có việc thì em Quân làm xong nhà, làm xong cái việc ở trong nhà thì sẽ ra hộ Sử. Ui nóng, nóng ấy nhỉ. Đấy, cái này thì bị mòn hết rồi đấy cô bác. Cái thanh này thì là bà con ở trên vùng cao thì hay là dùng để đi đục đá này cô bác này. Đấy, làm thành một cái đinh luôn, xong là để đục xuống. Hôm nọ thì bà ghé là đào xong cái phần nền rồi, nhưng mà cũng được là cái bác ở phần cái bác hôm nọ thì cũng được gần được là bác là có đổi đất cùng nhà em Sửa đây, thì là mấy ông cháu sẽ bàn bạc là đào thêm cái phần này nữa. Cái phần này thì độ đâu đó rơi vào tầm trên là gần 2 mét, hơn 2 mét một chút cô bác ạ. Ôi bạn này một thay Sử mà. Ờ? Lò mi à? Ờ. Đấy, các thanh niên ở trên kia thì vừa đục đá là thay nhau đục một chút cô bác. Tại vì là cầm cái này để mà đục thì rất là đau tay này. Lúc mà đục xuống thì nó rung. Quân thì hôm nay bé Hiếu đi học chưa? Hôm nay đi học à? Đi học đến tối mới về hay là đến trưa về? Đi học đến mấy giờ thì về? Đến 10 giờ là về à? Đấy, vừa rồi lúc sáng sớm thì có vẻ là ít người một chút, nhưng mà bây giờ thì có khá là đông người các bác, gần là 10 người ra là giúp đỡ Sử để cho Sử đào cái phần nền nhà này cho nó xong đi. Nếu mà bây giờ mà đào chỗ kia lùi lại ra bên kia tầm độ 2 mét thì phần nền nhà thì sẽ làm đến tận đây này các bác này, thì sẽ còn dư ra độ tầm là 3 đến 4 mét nữa để làm sau này làm một cái bể ở đây này cho xử lý cái nguồn nước kia cho nó chảy vào cái bể, thì để các em là giặt áo đấy luôn để rửa chân tay là trước khi đi vào nhà các bác. Đấy, bây giờ thì là bà con sẽ đi về là ăn cơm trưa một chút, đồ đạc thì sẽ để đây, không lo là bị mất đâu. Đi, đi Quân ơi. Đấy, đi. Hãy đi ăn cơm thôi. À, Quân ơi, hộ anh cầm cái túi ở kia về đi. Bây giờ ăn cơm chưa xong thì chiều sẽ tiếp tục là đào tiếp cô bác ạ.
đấy, cái phần ruộng của nhà các nhà ba ông cháu thì có những chỗ thì nó đã gọi là vàng vàng, gọi là gần chín một chút rồi cô bác ạ. Năm nay thì có vẻ là lúa của các em rất là xanh và tươi tốt luôn cô bác. Đi nào mau thôi. Ôi giời. Thời tiết thì sẽ lạnh một chút rồi cô bác ạ. Vậy hôm nay thì các em là quét nhà quét cửa rất là gọn gàng luôn cô bác ạ. Ôi áo ấy thùng khâu ra đấy, cô thì chịu trách nhiệm là nấu cơm này. Cô là cô của em, là vợ của chú em Hải với em Sử. Hóc chỉ chua à? Văn này mi phát cả này, mi phát cả á. Đây, cơm thì sẽ nấu bằng cái nồi này này. Đây, hôm nay thì sẽ có món là đậu sốt này. Đấy, hôm nay thì có vẻ là sáng này có ít người cho nên là cắm một nồi cơm điện này nữa, với lại thêm một cái nồi mà nồi ga được nấu bằng bếp lửa nữa. Rửa tay ở chân chưa Quân? Em rửa rồi. Rửa rồi à? Ăn đến 5 phút của nó gì? Đấy, Quân thì đi thay nước ống điếu cho ông luôn này. Đấy. Quân thì có vẻ là một cái cậu bé mà rất là hòa đồng. Hải thì đi học rồi cô bác ạ. Hải ấy. Chín rồi đấy, anh vừa xem là chín rồi. Đấy. Nóng quá nhỉ. Bây giờ thì là sẽ cùng chuẩn bị là ăn cơm rồi các bác. Và hôm nay thì làm 2 mâm. Hôm nay chỉ có là đậu phụ với lại canh thôi. Chiều tối thì cháu Lực sẽ đi mua thịt về để nấu bữa tối. Bữa tối thì mới là bữa chính. Hôm nay có vẻ là hơi lạnh một chút rồi nhỉ? Hôm nay lạnh rồi. Nó đang chuẩn bị bước vào mùa thu đấy nhỉ? Đấy. Ở trên vùng cao thì lạnh chỉ có là sưởi ấm bằng những cái bếp củi như này thôi cô bác ạ. Bây giờ thì nghỉ ngơi một chút thì sẽ ăn cơm. Ở đây không có mạng đâu nhỉ? Không có. Nên là tải xuống hết à? Ừ. Đây là mấy anh em mà gọi là mấy anh em thân nhất của Sử đấy nhỉ? Vâng. Ở đây thì có ai lớn hơn tuổi Sử không? Em. Hơn à? Thế đây bằng tuổi hay Sử à? Ba thằng này chắc là như nhau. Như nhau à? À thì em lớn nhất à? Bây giờ thì còn đợi ai nữa nhỉ? À, làm nước chấm thôi. Thanh niên này đi làm được mấy năm ấy? Em vừa đi làm được 5 tháng. Làm được 5 tháng à? Thế xong về à? Ừ. Ừ. Đi chăn nuôi. Chăn nuôi á? À. Thế vì bây giờ về nhà thì nếu mà bố mẹ mua lợn cho đi biết chăn nuôi không? Không, không có cám đâu. Không cám á? Chăn nuôi á? À? Mình đi rừng lấy về? Ồ, đi rừng lấy về không chăn nuôi đâu. Ăn nhiều quá. Ăn nhiều quá.
Thế bây giờ thì ôi ăn cơm thôi, nó máu thôi. Nó máu hầu chưa không? Hầu chưa là không làm tiếp. Được. Vậy bây giờ thì sẽ chuẩn bị là ăn cơm thôi các bác. Dạ nó phun rồi dạ con tựa là nó có hơi. Các cô thì sẽ là một mâm, còn các thanh niên thì sẽ là một mâm. Hôm nay đục đá mệt phết đấy nhở, tí lại đục tiếp nhở. Đây rồi. Này thanh niên. Thanh niên này tên gì ấy nhở? Trưng. Trưng à? Ừ. Thanh niên. Em tên là Vân. Vân à? Thanh niên tên gì ấy? Ca. Ca. Mày Vân Na Ca đấy nhở? Đùa đâu. Vân Na Ca. Sử Vân Na Ca. Bên kia còn thiếu đũa không nhỉ? Đủ hết rồi đúng không? Ô này có một chị đâu ấy? Chị ở nhà. Chị Khoan à? Khoan không về. À. À, chắc là về nhà ăn đúng không? Đấy, ăn thôi chè. Em mời ăn cơm nhé. Ăn cơm thôi. Đấy, bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng sẽ cùng là các thanh niên là ăn cơm rồi các bác. Xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng cháu Lực ăn cơm. Cháu xin mời ơi. Cháu xin mời quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm. Còn hai bát nhỉ. Tả phu này xứt đi hứa má. Hơi thấp nhỉ ghê. Ăn mạnh mạnh nhá, xong tí anh em thì mới có sức để đập đá tiếp ấy. Có một tảng đá đang to lắm ấy. Hai em phải ăn nhiều lắm thì mới có sức quốc đất đấy. Nhờ. Này thì còn là bây giờ chắc là cũng cho các cô lại các em ăn cơm để cho nó thoải mái, để cho được sẽ không có ghi hình thêm nữa các bác. Và cái thức phim hôm nay thì cũng khá là dài thôi. Xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.